Xong anh Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em vừa về tiếp được một chiếc iRobot Roomba Brava Z M6. Đây là cái model lau nhà VIP nhất của hãng iRobot Roomba tại thời điểm này các bác nhé. Còn máy tình trạng full nguyên hộp, đẹp mới 99% luôn, như mới. Vừa về xong. Chiếc này em về được mấy chiếc rồi, về chiếc nào cái nó có các bác đặt ngay. Chiếc ba tình trạng gần như mới các bác nhé. Chiếc này được sản xuất năm 2021, phụ kiện đi kèm là một dây sạc, 4 cái miếng rẻ lau. Những cái miếng rẻ lau này các bác mua rất là sẵn rẻ nhé. Riêng cái hãng iRobot Roomba này thì các bác mua đồ cực sẵn luôn, không thiếu gì để phục vụ các bác cả. Đây là cái hộp nước rồi các bác này. Đấy, con này là vừa lau vừa bắt đầu phun nước. Hộp nước này các bác cho nước vào đây. Vừa lau vừa phun. Kết nối app điện thoại. Mắt camera. Đấy, phát hiện các chương trình, nói chung là nó rất là nhiều các cái tính năng hiện đại. Đây là cái mắt phun này các bác này. Đấy, nhiều khi thì em bán cũng không nắm được hết đâu. Đấy, các bác nào có thể tìm hiểu thêm. Đây ở dưới cái mặt này có hai bánh xe này. ZM6 các bạn nhé. Xem làm sản xuất nó cho nào. Đây hảo này. 2021 nhé. Đây. Tình trạng gần như mới. Đây. Cực đẹp. Đây là cái đế sạc. Đế sạc. Đốc sạc. Chiếc này thì hiện tại bên em đang bán là 6.800.000. 6.800.000. Các bác nào đang có nhu cầu mua một con iRobot chuyên lau để các bác có những con hút rồi, các bác giờ mua chuyên lau thì các bác alo nhé. Những cái con mà trên thị trường ấy, nó bán những cái con của Xiaomi hay là hàng Trung Quốc ấy, thật sự với các bác là những con đấy nó không sạch lắm đâu, mà chất lượng của nó kém. Okay. Này, bọn này thì nó là chuyên rồi, dòng chuyên. Con này mới nó bán vào khoảng 15 triệu nhé, 15 triệu rồi các bác, chứ không phải là rẻ đâu. Chắc là hết pin. Đấy, con này thì em bán là 6.800.000 nhé. Hàng gần như mới tinh. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì các bác alo cho em nhé. Chào các bác.